Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 4 cho sách giáo khoa sinh học 6, trang 63, đề bài như sau. Em hãy chọn một lá đơn và một lá kép trong số lá đã mang đến lớp. Như vậy, để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết về lá đơn và lá kép có trong sách giáo khoa trang 62 và 63. Sau đây, cô và các em sẽ đi luôn vào lời giải chi tiết. Các em có thể chọn ra một số ví dụ về lá đơn như là lá mít, lá ổi, lá dâu tây, vân vân. Một số ví dụ về cây có lá kép như là lá phượng, lá sấu, lá me, vân vân. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 4 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 63.